các bạn thân mến, hôm nay thì cũng là kỷ niệm của một cái khóa học ra trường và thầy làm một cái video và giới thiệu sơ qua lên trên nhóm và trên cộng đồng về những gương mặt ưu tú sau này sẽ là thầy để giúp đỡ cho đời theo con đường của thầy, đó là gì? Mang kiến thức phong thủy trợ giúp cho đời miễn phí nha. Thế thì những gương mặt mà các bạn thấy ở đây đó là những đệ tử đã theo học của trung tâm phong thủy của nhiều năm tháng của nhóm trên. Hiện tại thầy có gần 20 nhóm. Thế nhóm trên này là những đệ tử đã theo học thầy, có những đệ tử đến 2 năm và 1 năm, 1.5 năm. Những đệ tử này là đều là những người đã nắm vững được về y thư và nắm vững được những kiến thức mà thầy truyền dạy về phong thủy và đem cái kiến thức này để làm gì? Phổ cập để giúp cho đời. Thế thì ở đây để mà nói ra ấy, thì mỗi người mỗi miền quê, mỗi người thì có mỗi người mỗi một cái địa chỉ mà từ trong Nam ra ngoài Bắc. Thế thì thầy đưa cái kiến thức của mình để truyền dạy cho các đệ tử và cái niềm vui lớn nhất của thầy với người đời, với xã hội đó là gì? Là được mọi người đặt niềm tin và quý trọng thầy. Đấy. Thế luôn luôn dạy các đệ tử hai cái chữ quản nghiệp và để cho đệ tử của thầy hiểu và luôn luôn có trong tâm trí hai chữ quản nghiệp, không trừ một ai cả. Thế thầy quan điểm của thầy là thầy phải lấy việc tiếp duyên cho đời, đem cái duyên để giúp cho các gia đình mình làm, để cho làm sao mà họ được là gì? An yên, hiếu thuận, được tài lộc, được hưng vượng và lấy đó làm kim chỉ nam cho việc làm phong thủy. Đấy. Cho nên thầy làm video hôm nay để giới thiệu lên với lại thì cộng đồng những gương mặt và những đệ tử của thầy và cái trung tâm phong thủy tâm thiện của thầy, thì qua cái hình ảnh các bạn sẽ nhìn thấy những người thầy này sau này sẽ có một cái tôn chỉ giống như thầy, luôn luôn trong đầu này hai chữ quản nghiệp. Để làm gì? Để dạy các đệ tử của thầy tất cả là phải lấy cái việc gì? Tiếp duyên cho các gia đình mà mình làm để làm sao để cho mọi nhà đều được an yên hiếu thuận, đều được tài lộc hưng vượng. Đó là kim chỉ nam trong việc làm phong thủy của phong thủy tâm thiện. Thì thầy giới thiệu lên với các bạn Âu cũng là một cái để cho cộng đồng nhìn nhận về những cái mà thành quả thầy trò thầy ở đây là những cuộc đi và những cuộc đi này là gì? Là đem tất cả cái tâm huyết để và giúp cho đời tạo được cái sự an yên, tạo được cái sự hạnh phúc cho mọi nhà, không nề hà đường xá xa xôi, không nề hà chi phí nó kia tốn kém, không bao giờ đặt đồng tiền cho việc làm của mình, đó là vô giá. Nhìn thấy mọi người an yên vui cười, nhìn thấy chúng sinh được độ, đó là niềm vui của thầy. Và thầy tin rằng sau này các đệ tử của thầy cũng sẽ tiếp bước của thầy, đem cái kiến thức khoa học phong thủy để mà gì? Trợ giúp cho đời. Đấy. Và giúp cho rất rất nhiều những mảng đời mà có lẽ trong quá trình làm phong thủy nhiều lúc thầy cũng rất ngạc nhiên. Có những gia đình mà họ e dè, họ sợ rằng đón các thầy là sẽ tốn kém rất là nhiều tiền. Vậy là gì? Có lẽ họ tiếp cận với một cái gì đó phải chi phí quá nhiều cho nên họ sợ. Thế vậy quan điểm của thầy là những đệ tử của thầy, nếu như một đệ tử nào mà đặt đồng tiền lên với khách hàng
thì chết với thầy luôn. Luôn luôn đặt lên ở trên đầu hai chữ tạ phúc. Hai chữ là gì? Giúp đời. Chỉ có làm được như thế thì các đệ tử mới tự nổi danh lên được. Còn nếu như các đệ tử của thầy cũng như bản thân thầy không chiến thắng được cái suy nghĩ về đồng tiền, làm như mọi việc đều chỉ vì đồng tiền, thì thầy tin rằng đến một lúc nào đó cũng sẽ tàn lụi thôi. Tại vì vốn dĩ cuộc sống đến giờ này thầy cảm nhận và thầy dạy các đệ tử của thầy là gì? Dạy các đệ tử của thầy là gì? Là cái quảng nghiệp nó lớn lắm. Là một người thầy địa lý mà lại làm về âm trạch thì cái đó lại càng phải để ý, chứ không phải đơn giản. Còn sắp tới đây thầy sẽ dạy chương trình về là gì? Tầm long điệp huyệt. Cái đấy còn khó vô cùng. Những kiến thức thầy đã dạy cho các đệ tử nó vẫn còn chỉ là rất đúc bản. Nhưng nếu như những đệ tử nào mà đủ duyên để thầy chọn dạy cho tầm long và điệp huyệt, xin lỗi các bạn, những cái vấn đề này thầy không thể nói trên mạng xã hội được, không thể nói được, nó thuộc bí quyết riêng của thầy và thầy chỉ truyền nhân cho những người đủ đức. Còn các bạn vào các trang của thầy để mong học về âm trạch, các bạn chỉ học được cái mà trên mạng cũng đang có thôi. Không có người nào mà lại mang những cái kiến thức để mà tầm long, để mà điểm huyệt, để mà dạy cả. Cái đó nó phải do duyên để được cho và được tặng, chứ không có đâu. Còn nếu bạn nào, rất nhiều bạn hỏi thầy ơi con muốn theo thầy để con học về âm trạch, các bạn nhầm đấy. Thầy sẽ dạy cho các bạn về kiến thức khoa học phong thủy để bạn hiểu thế nào là đúng là sai. Còn để dạy cho các bạn tầm long điểm huyệt thì đó là những đệ tử chân truyền của thầy thì mới dạy. Và ở đó thấy các bạn nhìn trước mặt, đó là những gương mặt đầy chữ đức. Và những gương mặt đó sẽ đem cái phúc đến mà để giúp cho đời. Cho nên hôm nay thầy là một video giới thiệu về trung tâm phong thủy tâm thiện. Và những gương mặt các bạn nhìn đó là những gương mặt ưu tú thầy chọn ở khóa đầu tiên. Thầy còn rất nhiều khóa. Những khóa học tiếp theo và thầy cũng sẽ chọn lựa ra những gương mặt điển hình và đem đến cho họ một cái gì? Một cái suy nghĩ tự tưởng là vì đời và giúp đời. Thế còn vì đời và giúp đời, còn đời giúp mình thì đó là duyên. Mà không có thì cũng vẫn vui vẻ các bạn ạ. Thế còn trong phong thủy cái bộ môn âm trạch, nếu mà một người thầy chân chính mà đem dạy tràn lan ra ngoài mạng xã hội, nhiều khi gây hậu quả rất nghiêm trọng. Những kiến thức thầy dạy cũng như các trung tâm khác, nó nằm ở trong cái vấn đề cho phép. Thế còn để dạy mà tầm long điểm huyệt thì phải là người đủ đức, đủ tài thì mới dạy được. Trong hàng trăm đệ tử có khi chỉ dạy được một hai cậu thôi. Cho nên các bạn thông cảm. Nhưng nếu những kiến thức của thầy dạy ra ở đây là các bạn cũng đã có một cái nhận thức hoàn toàn chuẩn về thế nào là khoa học phong thủy, không bị những người khác người ta lừa mình hoặc người ta ấm cẩn mình là không. Các bạn nhìn nhận, các bạn biết ngay. Thầy dạy cho tất cả về 24 cuộc long, thầy dạy cho tất cả về gì? Từ âm dương, từ ngũ hành, từ quái số, từ dịch số. Những kiến thức của thầy dạy nó cao hơn nữa là những cái phi tinh, tinh bàn, rồi tất cả mọi vấn đề về dương trạch, âm trạch, nhưng nó chỉ là cái bề nổi ở ngoài thôi. Còn đi sâu vào để mà học được cái tầm long thì thầy cũng nói thật, tầm long bạn học 1 năm thì điểm huyệt 10 năm miệt mài thì bạn mới cảm nhận được. Còn có thầy dạy hay thầy nào nói rằng dạy âm trạch tầm long điểm huyệt, đó chỉ là câu like thôi nha. Thầy dạy cho bạn biết thế nào là cuộc đất đúng, thế nào là mộ của bạn đặt như thế là đúng chưa nha. Nhưng thầy không, cái vấn đề mà nó thuộc về bí quyết ấy, thì có lẽ các bạn cũng thông cảm. Vì gì? Vì hai chữ bình an cho mọi nhà, cho mọi người. Thì thầy, cái này thầy còn phải chọn. Hôm nay thầy giới thiệu đến các bạn
là gì? Những đệ tử ưu tú của thầy. Và sắp tới đây thầy sẽ giới thiệu đến các bạn hàng trăm đệ tử ở mọi miền đất nước và cả nước ngoài, những học sinh của thầy nhé. Hiện giờ rất nhiều thầy, như rất nhiều đệ tử của thầy đã là thầy ở nước ngoài và trong nước nhé. Và họ mang một cái tư tưởng của thầy là giúp đời, chứ không phải vì làm đồng tiền nhá. A Di Đà Phật. Các bạn thấy rằng cái tôn chỉ của thầy và kiến thức của thầy, thầy nói ra hôm nay không động chạm đến ai cả, và nó là quan điểm của thầy đối với những người học ở thầy nhá. Và thầy muốn rằng đây là một video kỷ niệm để nhắc nhở các môn sinh là gì, và hãy lấy cái tôn chỉ của thầy mình, đó là gì? Đó là tạo phước. Thầy nói thật với các bạn, cái quan điểm của thầy và cái niềm vui lớn nhất của thầy là được mọi người đặt niềm tin với mình và quý trọng mình. Thầy luôn dạy các đệ tử về cái nghiệp, cái quả nghiệp, mà nếu các đệ tử không chú ý thì các đệ tử rất dễ bị lẫn vào con đường đó. Cho nên là người thầy phải lấy cái gì? Lấy cái việc tiếp liên cho các gia đình mình đã làm, và để cho họ được cái gì? Được an yên, được chưa? Để cho họ được an yên và là gì? Được hiếu thuận, được chưa? Được tài lộc và hưng vượng. Đó là kim chỉ nam cho việc làm phong thủy của thầy. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của thầy. Nếu các bạn thấy hữu ích, các bạn chia sẻ, nhấn theo dõi để được xem các video mới thầy sẽ làm trong thời gian tới. Xin chào, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. A Di Đà Phật.